bố không quan tâm đến chuyện riêng của con. Bố làm tất cả những điều này vì tương lai của Hoàng Thổ. Nếu vì Hoàng Thổ, bố càng không thể sa thải anh Minh. Nếu sa thải tổng giám đốc, nội bộ của chúng ta sẽ lục đục. Tất cả nhân viên trong công ty sẽ hoang mang, cổ đông thì chia bè chia phái. Như vậy làm sao chúng ta có thể vững mạnh được? Vậy thì mối liên hôn giữa hai gia đình là thế nào? Tôi xin lỗi. Vấn đề là nếu Tổng Giám đốc Minh và cô Tuổi Lâm đây không kết hôn thì Hoàng Thổ khó tránh khỏi chia rẽ nội bộ. Xin mọi người yên tâm, cháu và anh Minh đã đính hôn rồi ạ. Con xin lỗi bố. Con mong bố hãy tha lỗi cho con. Đây là lần cuối cùng con có thể giúp Minh. Tuệ Lâm, con nói vậy nghĩa là thế nào? Chả phải con và Minh vừa mới đính hôn. Con đã công nhận đính hôn rồi cơ mà. Không có chuyện đính hôn giữa con và Minh đâu ạ. Tất cả chỉ là một màn kịch do con bày ra để qua mặt bố và các cổ đông. Cút! Mày cút ra khỏi nhà tao! Em xin anh, em xin anh. Tao thật là vô phúc khi có một đứa con gái như mày. Vì thằng khốn đó, còn có chuyện gì mày không dám làm không hả? Mày hạ nhục bố mày chưa đủ, mày còn dẫm đạp đến cả danh dự bản thân mày như vậy sao? Yêu đương điên dại, thử hỏi vì sau này có thằng nào nó dám đến với mày không? Mày muốn bố mày phải lo cho mày cả cuộc đời hay sao hả? Con biết lần này bố làm lớn chuyện lên là vì con. Bố muốn anh Minh thấy rằng nếu như không có con thì anh ấy cũng không có gì cả. Vì vậy con mới nói là hai chúng con đã đính hôn để bố bỏ qua cho anh ấy. Mày biết là như vậy, mày biết vậy mà mày vẫn làm hả? Mày biết bố mày vất vả, biết bố mày mất tất cả để khuynh đảo gia đình nhà nó, mày không tận dụng cơ hội để kết hôn với nó hả? Con không muốn ép buộc anh ấy. Như vậy là thằng khốn đó nó đã biết mày bị trầm cảm và định tự tử vì nó rồi, có phải không? Kìa, kìa anh, sao anh lại nói như vậy với con? Nó biết là như vậy nhưng nó vẫn mặc kệ mày. Mày sống hay mày chết nó không cần biết. Cho nên đừng có dại dột con à. Dại dột chỉ khổ cho bản thân mày và làm khổ thằng bố mày thôi, hiểu chưa? Yên tâm, em không bắt anh phải cưới em đâu. Chỉ là vì lúc đó em nghĩ đấy là cách duy nhất để em có thể cứu anh. Cảm ơn em. Chắc anh vẫn đang thắc mắc là tại sao đến tận bây giờ em vẫn không thể mặc kệ anh đúng không? Thật ra tất cả mọi việc em làm không chỉ vì anh mà là vì Hoàng Thổ. Em không muốn chỉ vì chuyện riêng tư của hai người mà ảnh hưởng tới công ty, tới tâm huyết cả đời của bác gái. Minh,
nếu anh không thể sống vui vẻ hạnh phúc, em cũng sẽ không thể yên tâm để khép lại tất cả mọi chuyện. Chúng ta đã quyết định sẽ tách nhau ra để cả hai cùng có một khởi đầu mới. Vậy nên cả hai chúng ta đều phải được hạnh phúc. Cuối cùng con đã về. Thằng Minh, con hãy tha thứ cho nó, đừng bỏ rơi nó con nhá. Con đã về rồi đây. Con về là tốt rồi. Con đừng đi đâu nữa nhá. Rồi thằng Minh, nó sẽ hiểu tấm lòng của con mà. Bác yên tâm, con và anh Minh, tụi con đã đính hôn rồi ạ. Thật không con? Đây, bác xem. Bác cảm ơn. Bác cảm ơn con nhiều lắm. Vì vậy, bây giờ bác phải nhanh chóng phẫu thuật, hồi phục sức khỏe, còn lo cho đám cưới của tụi con ạ. Bác nhé. Bác sẽ làm phẫu thuật.